Sáng ngày 28 tháng 4, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tham quan chùa Ôn A Lôm, thưởng lãm cảnh đẹp, nét thanh tịnh của địa điểm tâm linh nổi tiếng trên nước bạn Campuchia. Đây cũng là hoạt động rất có ý nghĩa trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, đem đến cho các cầu thủ cảm giác bình yên và sự tĩnh tâm trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 32. Trong buổi chiều cùng ngày, thầy trò huấn luyện viên Philip Chuse ngay lập tức bước vào tập luyện. Đáng chú ý, đây là buổi tập đầu tiên tại Campuchia mà truyền thông không được phép tác nghiệp. Có thể thấy, vị chiến lược gia người Pháp lúc này đang muốn các cầu thủ có được sự tập trung tối đa và quyết tâm cao nhất trước khi bước vào các trận đấu tại vòng bảng. Liên quan đến trận đấu ra quân của đội tuyển U22 Việt Nam gặp đội tuyển U22 Lào vào ngày 30 tháng 4. Vé xem trận đấu này trên ứng dụng SEA Games 32 được thông báo đã hết chỉ sau vài giờ mở sự kiện. Ngoài nguồn vé trên ứng dụng của đại hội, hiện tại chưa có thêm thông tin về các nguồn bán vé khác. Sân vận động Prince, nơi đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tới đây, có sức chứa chưa đầy 10.000 chỗ ngồi, được cho là khá ít so với nhu cầu xem trực tiếp trận đấu của người hâm mộ. Thưa quý vị và các bạn, phóng viên của On Football, On Sport đang có mặt tại sân tập của Học viện Aceleda. Tại đây thì đội tuyển Lào đang có buổi tập thứ 2 của mình tại Campuchia để chuẩn bị cho SEA Games 32. Hiện tại, huấn luyện viên Michael Way đã chốt danh sách chính thức 20 cầu thủ sẽ tham dự giải đấu. Trong số này, đáng chú ý có hai gương mặt mang trong mình gốc gác Việt Nam là hậu vệ Na Long Sit Chan Tha Lang Si và tiền vệ Damot Thông Kham Savat. Ngoài ra, trong tay huấn luyện viên Michael Way vẫn còn hai cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu là Victor Ngovinasak đang chơi tại Ligue 2 và Roman Angot đang thi đấu tại giải hạng 4 nước Đức. Theo ghi nhận của phóng viên On Football, On Sport, thì chất lượng mặt sân tập của U22 Lào không tốt bằng sân tập của thầy trò huấn luyện viên Philip Chuzier, bởi sân bao gồm nhiều loại cỏ, không đều nhau, nhiều khu vực trơ trọi, chỉ còn đất. Tuy nhiên, theo những chia sẻ của trường đoàn bóng đá U22 Lào tại SEA Games 32, thì toàn đội cảm thấy không có vấn đề gì khi vẫn tập ở những sân dạng như thế này tại quê nhà. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, toàn đội lại được bố trí tập vào khung 16 giờ, cũng khiến ban huấn luyện và các cầu thủ cảm thấy tương đối khó chịu. Mục tiêu mà U22 Lào đặt ra tại SEA Games 32 này là vượt qua vòng bảng. Và để hiện thực hóa được mục tiêu này, đội bóng cần phải nỗ lực hơn rất nhiều trong từng trận đấu. Trận ra quân của đội tuyển Lào gặp đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 4 và được tường thuật trực tiếp trên kênh On Football thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Đức Tú và Công Hậu, phóng viên của On Football, On Sport, tác nghiệp tại Phnom Penh, Campuchia.